chương của ngày hôm nay. Và trong giây phút này, thầy ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể và hãy đứng cùng con chào vòng chính của hội đồng tình yêu để nắm tay tất cả tập thể quý vị trong buổi trưa của ngày hôm nay đến từ gần xa. Một lời xin trân trọng kính mời. Vâng, trong giây phút ít lắm thôi thì ban tổ chức tôi sẽ tiến hành một lời xin mời quý vị và các bạn cùng chúng ta cùng đứng về phía mặt công chính trong chương trình yêu đi ạ. Một lời xin mời chú dâu và chú rể và hai bên gia đình và chúng ta sẽ xếp thành một hàng để nắm tay tất cả tập thể quý vị trong buổi.